Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ sẽ tổng hợp cho các bạn 100 câu ngữ pháp cấu trúc câu từ đề thi chuyên Anh chính thức tuyển sinh vào lớp 10. Chúng ta sẽ làm 100 câu này trong một video. Vì vậy có những câu chúng ta đi nhanh. Câu nào các bạn chưa hiểu các bạn có để lại comment. Bên dưới sẽ giải thích rõ hơn cho các bạn. Câu số 1. Tôi không thấy bất kỳ cái gì trong cái việc tới sớm ở rạp hát nếu mà cái show diễn này không bắt đầu cho tới 9 giờ. Thì các bạn có câu A các bạn. Cause là nguyên nhân, lý do, mục đích, point. Thì trong câu này các bạn có thể in rồi các bạn. Rồi. Câu số 1 các bạn chọn câu D. Ý nói là tôi không thấy cần thiết nha trong việc tới sớm làm hát. Các bạn không có chọn câu B, câu reason các bạn nha. Tôi không thấy bất kỳ lý do nào. Ở đây chỉ là không cần thiết thôi, chứ không phải là bất kỳ lý do nào. Ví dụ tới sớm để chơi hay sao sao đó. Còn đây không cần thiết. Bây giờ các bạn qua câu số 2 là văn phòng của giám đốc có rất nhiều những cái dụng cụ mới. Thì các bạn có tự equipment là không đếm được nha. Thì không đếm được, các bạn chỉ có thể chọn câu B. Rồi, câu B. Chúng ta không dùng sum of nha các bạn nha. Sum of thì bắt buộc các bạn phải có những cái từ sở hữu như là the hoặc là his, her gì đó ha. Bây giờ chúng ta qua câu số 3. Tôi không gì đó để thay đổi công việc của tôi bởi vì tôi thích nó. Rồi, ở đây ý nói là tôi không có ý định các bạn nha. Nếu như mà risk á, các bạn phải dùng góp in. Rồi, persist á, các bạn phải dùng với with ha. Rồi, kiên trì. Còn insist thì theo cách dùng đặc biệt on cộng với in hoặc là giống với subject đó các bạn. Bây giờ chúng ta qua câu số 4. Bạn nghĩ là tôi làm sai nhưng kết quả cái gì đó, hành động của tôi, kết quả đồng ý, ủng hộ, chứng minh, đã phán xác, đã chứng minh. Rồi, các bạn chọn câu D nha. Ở đây là đã phán xác cho cái hành động của tôi. Rồi. Câu D các bạn nha. Một số bạn cứ chọn câu C, nó sẽ không có hợp nghĩa. Các bạn có thể tra từ điển để nắm rõ hơn hai chữ này. Bây giờ chúng ta qua câu số 5. Thomas có một cái khu vườn, cái mà thì đó, tôi. Thì chúng ta đã học rồi. Các bạn lấy số lần cộng so sánh bằng. Rồi, số lần cộng so sánh bằng nha. Gấp mấy lần, số lần. Câu số 6 này các bạn. Bạn nghĩ gì về bộ phim mà chúng tôi đã xem? Rồi. Nó là một cái làn gió này các bạn. It's a breeze có nghĩa là nó rất là dễ dàng. Đừng có đùa. Tôi chưa có xem bộ phim nào hay hơn thế này. Không phải chuyện của bạn. Rồi, các bạn chọn câu C. Rất rõ ràng. Trong năm 1870 thì John D. Rockefeller và những cái người khác tạo ra công ty dầu Standard. Thì ở đây các bạn, ở đây các bạn thấy dấu phẩy nè. Thì câu A để đáp đến đầu á, thôi các bạn bỏ đi. Rồi. Trong năm 1970 nhưng mà nhân cái là không hợp lý nha. Rồi. Giá dầu thì đang fluctuate, có nghĩa là lên xuống thất thường. Các bạn bỏ một cái câu vào đây thì không hợp lý nha. Rồi, bởi vì phía sau chúng ta đã có cái câu giữa hai dấu phẩy này thì nó sẽ làm cái cụm từ các bạn để bổ nghĩa. Các bạn dịch cái này trước nè. Bất chấp cái việc lên xuống của giá dầu thì ông này thành lập công ty. Bây giờ chúng ta qua câu số 8 các bạn. Câu cấu trúc này thì chúng ta đã học nhiều rồi. Các bạn có many, các bạn cộng a, các bạn cộng danh từ số ít. Rồi, các bạn cộng động từ số ít. Rồi, các bạn chọn câu A nha. Rồi, đây là cấu trúc câu. Nhiều sinh viên tới trường bằng xe bus. Cái việc lái xe bất cẩn cũng account nè. Cho cái việc gia tăng tai nạn đường. Thì các bạn có account for. Rồi. Cái gì đó không rõ ràng cho những cái nhà nghiên cứu. Rồi. Thì các bạn thấy đây to be các bạn. Thì đây chính là động từ nè của câu. Đây chính là object của câu. Thì chúng ta sẽ điền một cái chủ ngữ ha. Và chủ ngữ của chúng ta có thể là một câu. Rồi. Thì
Thì các bạn quan sát câu C là câu hỏi nè, không phải câu hỏi nha. Còn dinosaur trở nên tuyệt chủng á, cái này không thể làm một cái chủ ngữ được, mà đứng đầu một là đáp. Các bạn không thấy đáp, các bạn sẽ thấy what. Còn đôi khi chúng ta sẽ thấy why các bạn nè. Cái lý do mà con khủng long tuyệt chủng, các bạn chọn câu B. Câu A không đúng nha, bởi vì nó đã rút gọn rồi. Đây phải là một cái câu làm chủ ngữ. Giám đốc mới thì gì đó rất là dễ tính. Ông ta luôn luôn rất là nghiêm trọng về mọi thứ. Rồi. Các bạn có by no means, có nghĩa là chắc chắn là không. Not at all. Các bạn có by all means, nghĩa là dĩ nhiên, chắc chắn rồi. A với C là ngược nghĩa các bạn. Còn câu B là bằng phương tiện của nè. Còn câu D là vào thời gian này. Thì phía sau này các bạn có từ serious, rất là nghiêm trọng. Thì ý nói là ông này thì không có dễ chịu tí nào. Các bạn chọn câu A. Chúng tôi rất là thích ham là dăm bông các bạn, và cà phê ở cái nhà hàng. Nhìn phía dưới nè, các bạn sẽ thấy là được sở hữu bởi gia đình. Rồi. Chúng ta có state owned company là công ty sở hữu bởi nhà nước. Ở đây là state. Rồi, danh từ các bạn gạch động từ thêm ed. I would rather là các bạn. Rồi chúng ta lại gặp would rather. Tôi thích là cái gì đó tới buổi tiệc với cha mẹ của tôi. Vậy vì không có thú vị. Thì rõ ràng các bạn thấy dịch là chúng ta biết là tôi thích không được mời. Thì would rather nếu mà cộng động từ các bạn phải cộng với một, và nếu có not thì phải not đứng trước. Vì vậy các bạn chọn câu D nha. Rồi các bạn chọn câu D. Khi trường đại học đề nghị là các bạn tăng học phí, nhìn phía dưới chúng ta đoán được ha, sinh viên, cái liên đoàn sinh viên phản đối một cách hung hăng, hung dữ nha, dữ dội. Ở đây các bạn có suggest, á, một á, thì các bạn sẽ dùng động từ trực tiếp verb in, hai là subject cộng should cộng be nha. Should cộng be một thì theo nghĩa các bạn, theo nghĩa câu này thì học phí nên được tăng là bị động, nên các bạn chọn câu A. Ở đây là should nè. Bây giờ các bạn qua câu số 15, một cái sau cái khác thì những cái máy tính đã thực hiện rất nhiều cái nhiệm vụ ở cùng lúc. Rồi, những cái máy tính song song thực hiện những cái nhiệm vụ cùng lúc. Các bạn thấy là dấu phẩy đó các bạn. Đây là một câu nha. Rồi, phía trước này một có làm cái. Rồi. Những cái máy tính truyền thống là các bạn bằng cách xử lý những cái nhiệm vụ một cái này sau cái khác. Bởi vì những nhiệm vụ được xử lý trái với những cái máy tính truyền thống xử lý những nhiệm vụ, những cái công việc một cái này một cái khác, thì những cái máy tính hiện tại biểu diễn rất nhiều công việc vào cùng lúc, có nghĩa xử lý nhiều việc các bạn. Thì theo nghĩa câu này các bạn sẽ chọn câu C. Chúng ta có từ where as là trái với. Thứ hai các bạn dùng một câu nè, đây là một cái sentence là một câu. Rồi, where as cộng một câu. Bây giờ các bạn qua câu số 16, cô ấy gì đó anh ta về việc nói dối. Ở đây các bạn có từ of nè. Rồi, of thì các bạn chọn câu D nha. Rồi. Cáo buộc nè. Còn các bạn có cái từ criticize thì nó sẽ sử dụng cho là giới từ là for. Rồi. Các bạn có chữ blame cũng for luôn. Rồi, written to các bạn nha. Câu số 17, chúng tôi đã mua thêm thức ăn, bạn chúng tôi ở lại để mà ăn tối. Rồi. Thì theo nghĩa câu này các bạn chọn câu A, phòng ngừa. Câu C là với điều kiện là, không đúng nha. Hãy cắt cái bánh này thành 6 cái ba cái bằng nhau. Rồi, xem các bạn ở like equal. Thì ý nói là những cái miếng bánh bằng nhau, các bạn chọn câu D. Các bạn không có chọn alike nha, bởi vì alike của chúng ta là một cái tính từ và nó sẽ đi với những cái động từ mà đi với nó tính từ các bạn. Rồi, không có những cái bánh ở lại. Ví dụ như look ở lại thì được nha. Còn the same, chúng ta phải có the. Câu số 19 các bạn. Các bạn thấy if only đây. Rồi, có nghĩa là giá mà. Câu ước các bạn có hai loại nha. Rồi. Một là trái với hiện tại, hai là trái với quá khứ. Thì theo nghĩa câu này, tôi đã hy vọng nè.
Có nghĩa khúc này thế là trái với quá khứ. Trái quá khứ các bạn dùng quá khứ hoàn thành. Giá mà nó đã được kết luận, các bạn chọn câu A bởi vì bị động, câu C là chủ động nha, là không đúng. Bây giờ các bạn qua câu số 20. Tôi gì đó ở miền quê nhưng mà học ở Hồ Chí Minh. Tôi được đảm nhận các bạn, được backup là chiếm nè, được hoãn nè. Rồi, tôi được nuôi dạy. Hầu hết những cái nhà khảo cổ học các bạn biết về cái nền văn hóa tiền sử nè, dựa trên nghiên cứu của những cái material remains, có nghĩa là những cái xác chết. Rồi, câu này các bạn thấy là most of nha, most of, hầu hết các bạn. Rồi, hầu hết cái mà những cái nhà khảo cổ học biết về cái thời này, có nghĩa là cái này các bạn, nguyên một cái này nè, thì nó sẽ là một cái chủ ngữ của câu của chúng ta. Vì vậy trong câu này các bạn chọn câu B nha, có nghĩa là một mệnh đề làm chủ ngữ các bạn. Chúng tôi không có đủ tiền để mua căn nhà đó bởi vì nó là các bạn. Rồi, đây là những cái idiom. Rồi, was over my head có nghĩa là không thể nào mà rút ra khỏi được một cái tình huống rất là khó khăn. Rồi, các bạn có câu B là pay through the nose, có nghĩa là trả nhiều tiền hơn cần thiết nha. Còn tự thổi kèn nè các bạn, có nghĩa là khoe khoang về bản thân của mình. Còn các bạn có cost an arm and a leg, có nghĩa là đắt tiền. Các bạn chọn câu C. Câu số 23. Giáng sinh các bạn, cái mùa mua sắm Giáng sinh bắt đầu. Cái điều mà does e after các bạn, cái này không làm chủ ngữ được nha. Does cộng một câu mà không phải các bạn. Sau khi Giáng sinh nó thì, không đúng nha. Câu D, nó thì Giáng sinh cái mà, không hợp nghĩa. Cái mà mùa này bắt đầu, không hợp nghĩa. Rồi các bạn chọn câu C, chỉ sau khi cái lễ tạ ơn các bạn thì về mùa mua sắm Giáng sinh nó bắt đầu. New York là cái thành phố lớn nhất của Mỹ. Rồi, nhưng nó không phải là thủ đô. Câu này bình thường các bạn ha. Anh ta hứa cô ấy một cái từ điển nhưng mà rất là thất vọng. Anh ta gì đó, cái lời của anh ta. Rồi, các bạn có từ turn over là đổi kênh hoặc là chuyển hướng. Rồi, các bạn có từ stand up, đứng dậy nè, sit down, ngồi xuống. Ở đây không giữ lời hứa là go back nha. Tí nữa các bạn sẽ thấy một cái chữ giữ lời hứa, câu ở phía dưới nha. Bây giờ câu số 26. Cái nhà soạn nhạc âm nhạc trẻ này thì rất là nổi tiếng. Cái nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất nè, nổi tiếng. Thì ở đây các bạn chọn nổi tiếng như là cái nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất. Famous sẽ đi với for trong trường hợp là nổi tiếng về cái gì đó các bạn nha. Câu số 27, cô ấy gì đó rất nhiều vấn đề ở công việc. Rồi, cô ấy come up with có nghĩa là sáng kiến các bạn, suy nghĩ ra rất nhiều vấn đề, không đúng nha. Còn come down with là mắc bệnh nè. Còn come in for là nhận chỉ trích. Còn come up against có nghĩa là giải quyết vấn đề. Đây tag gì đó nhau như hai cái hạt đậu các bạn. Các bạn có tag after là giống nhau. Các bạn chọn câu B. Nó thì cái gì đó với họ rằng họ sẽ bị phạt nghiêm trọng chưa? Rồi, thì trong câu này các bạn có tu nè, someone. Rồi, tu someone các bạn. Thì cái nào cộng tu someone? Các bạn có câu A, occur to someone. Rồi, có nghĩa là nảy sinh trong đầu óc á. Nó thì không có nảy sinh ra trong đầu của chúng tôi rằng họ không có bị phạt một cách nghiêm trọng. Ý nói là tôi không nghĩ là họ sẽ bị phạt một cách nghiêm trọng đó các bạn. Bây giờ các bạn qua câu số 30, nếu bạn muốn gì đó trọng lượng nè, hãy giảm đường, hãy giảm chất béo nha. Rồi, các bạn có come down, rồi, rơi xuống đất nè, take over đảm nhiệm nè, cut off là cắt giảm điện nước. Rồi, ở đây á, cắt giảm trọng lượng đó các bạn, cân ký á, các bạn dùng câu A là put off. Câu 31 là các bạn, vào cái thời điểm mà chúng tôi đến, chúng tôi thoát khỏi cái nạn kẹt xe.
thì tất cả khách đã về rồi. Thì chúng ta đã biết các bạn có từ buy, các bạn tốt này có từ buy, thì các bạn một các bạn dùng tương lai hoàn thành, hai các bạn dùng quá khứ hoàn thành, và câu này là các bạn về hiện tại nha, nên các bạn dùng tương lai hoàn thành. Các thành viên của lớp học thì chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình. Rồi ở đây các bạn thấy số nhiều nè, các bạn thấy số nhiều, every là sai rồi, nên off thì phải có the các bạn. Còn tất cả các thành viên của lớp học, nếu các bạn chọn có D á, đây phải số nhiều. Rồi câu B cũng sai rồi, câu C cũng thiếu chữ đờ rồi, các bạn chỉ có thể chọn có A là mỗi thành viên, ở đây số ít nè. Câu số 33, giáo viên cái gì đó hỏi các bạn, câu hỏi cho câu trả lời. Rồi thì trong câu này các bạn có từ explain là giải thích nè. Rồi set là nói, discuss là thảo luận, thâu là bảo nè. Bây giờ các bạn hãy xem, chúng ta xem có từ explain các bạn nha. Explain coi someone something không. Rồi explain someone something. Rồi xem thử có không các bạn nha. Còn nếu nó không có thì chúng ta phải chọn từ khác thôi. Rồi các bạn xem đây, explain yourself. Chúng ta sẽ xem trong cái câu này các bạn nha. Rồi thì khi mà các bạn xem á, chỉ có explain herself thôi, nó không có explain someone something các bạn. Rồi trong câu này các bạn chọn câu D, the teacher told someone something. Rồi câu 34, chúng tôi gặp nhau ở cuộc họp. Rồi tình cờ thôi, ý nói tình cờ thôi. Các bạn chọn câu A, các bạn có by coincidence, tình cờ. Khi bởi vì chúng tôi đã thảo luận hơn 2 giờ mà không có giải pháp, tôi muốn để gì đó cái giải pháp của tôi trong vấn đề này. Các bạn có come up with là sáng kiến ha. Rồi bring down là mất vị trí nè. Take in là hấp thụ. Các bạn có push forward là đẩy mạnh nha. Ở đây là đẩy mạnh cái giải pháp, đẩy mạnh cái sáng kiến. Rồi câu C, cái vụ tai nạn thì dẫn đến một vài vết thương nhỏ hay là gây ra. Các bạn có từ result from hay là result in, chỉ hai chữ thôi. Thì câu này ý nói là dẫn tới các bạn, chứ không phải là kết quả từ. Dẫn tới nha, câu này là quả từ. Đây, tôi thật sự cảm kích cái gì đó tôi, nhưng tôi nghĩ tôi có thể xoay sở nó. Tôi thật sự cảm kích. Các bạn không có cảm kích someone to do nha. Rồi các bạn có cảm kích là if x gì đó. Tuy nhiên ở đây các bạn dùng in được. Thì câu này do happy, cảm kích cái sự giúp đỡ của bạn, in. Câu 38 các bạn, một trong cái người cướp thì được miêu tả bởi nhân chứng cao khoảng 25 cm. 25 cao khoảng 25. Cái này có thể đơn vị khác các bạn ha. Thì ở đây các bạn thấy tính từ nè. Rồi được miêu tả như là cái gì đó, các bạn chọn câu D. Rồi các bạn chọn câu D. S cộng tính từ các bạn nha. Câu 39 các bạn, tôi để cái ví ở nhà, bạn có thể mà không ăn sáng ngày hôm nay không. Dear là cơ bản là anh yêu hoặc em yêu gì đó. Thì ở đây các bạn, can you, các bạn có từ withdraw nè. Ý người ta nói là bạn có thể xoay sở mà không ăn sáng. Rồi các bạn dùng do, withdraw. Một trong những vấn đề gì đó bởi những nhà môi trường là để cấm xe đến trung tâm thành phố. Thì ở đây các bạn thấy chữ một trong những này là số ít nha. Kiếm câu nào số ít á. Số ít chỉ có thể là B, C hoặc D. Rồi B, C hoặc D. Thì ở đây các bạn thấy nè, tôi biết các bạn. Thì trong câu, đây chính là câu mình đề quan hệ, rút gọn thành verb 3 nếu bị động, verb in nếu chủ động. Và ở đây các bạn thấy từ 3 chắc chắn là chủ động rồi, một trong những giải pháp, cái mà được đề nghị.
Trong khi cái người sếp thì đi xa, các bạn, trợ lý của ông ấy thì tút gì đó cho cô ấy và giúp đỡ cô ấy giải quyết một vấn đề. Ở đây có nghĩa là stand này các bạn. Rồi. Các bạn có stand in for nha. Rồi, có nghĩa là làm thay. Rồi, các bạn có stand up to là chống lại nè. Rồi các bạn có chữ stand up chứ không có chữ up again nha. Rồi. Các bạn chỉ có stand out là chú ý thôi, không có chữ up. Rồi, stand in for là làm thay, còn stand by là giữ phòng. Bây giờ các bạn qua câu 42, tôi muốn thuê một căn nhà hiện đại thoải mái và trên hết là trong cái nơi yên tĩnh các bạn. Rồi. Chúng ta chọn câu B, những câu này không có hợp nghĩa các bạn nha. Chúng tôi có thể không bao giờ sẵn sàng cho bài kiểm tra ở một cái gì đó ngắn các bạn. Thì chúng ta có từ short notice ở một cái thông báo ngắn như thế này. Rồi. Để mà kháng cự lại cái sự ăn mòn gì đó những chiếc xe ngày nay. Những chiếc xe ngày nay các bạn phải chống lại nè. Để mà chống lại cái sự tàn phá được gây ra bởi những cái nhựa đường á, hơn những vật liệu khác. Thì để cái này phải rồi. Thì nó phải tới một cái chủ ngữ các bạn và nó tới động từ. Các bạn phải chọn câu D nè. Các bạn phải chọn câu D. Là những cái lớp sơn mới các bạn phải được phát triển nè. Cho những chiếc xe ngày hôm nay để nè. Bởi vì chúng ta phải có S cộng V là mới for gì đó chỗ này. Còn câu A không đúng nha. Còn câu B rút gọn không có sai. Chúng ta không được rút gọn. Đây chỉ là một cái câu đơn thôi. Rồi. Các bạn qua câu số 45. Một vài nhà khoa học nói nó thì cần thiết. Ở đây các bạn có từ cần thiết nha. Là từ đặc biệt. Nên các bạn kiếm cái động từ nào đó không thêm. Và rõ ràng A là bị động và C là chủ động các bạn. Các bạn chọn chủ động nha. Cô ta không thể ngoại trừ. Ở đây bất các bạn. Khi mà các bạn thấy chữ bất á, ngoại trừ á, ngoại trừ phía sau họ bắt mình dùng động từ. Các bạn dùng V1 không thêm gì hết. Cái nơi nào để tìm chìa khóa thì cậu bé này không thể mở được cái safe là cái kết sắt các bạn. Các bạn lưu ý là khi đứng đầu câu á, à, verb in not nè, verb not didn't thì các bạn cứ chọn chữ not đứng đầu. Rồi. Sau đó thì mới tới những chữ khác nha. Ở đây thì verb in nè các bạn. Có nghĩa là cậu bé không biết nơi nào thì gì khó. Thì người ta bỏ cậu bé đi. Người ta giữ nguyên chữ not, biến động từ thành verb in. Họ nhận cho các bạn lời khuyên từ ba mẹ đến nỗi họ trở nên thành công. Rồi. Thì ở đây các bạn thấy là có từ that các bạn. Rồi các bạn thấy từ that. Ở đây các bạn chữ lời khuyên là danh từ mà danh từ không đếm được nha. Vì vậy các bạn chọn câu D. Đây chính là so that, so that thôi, nó không có gì nha. Bây giờ các bạn qua câu 49. Máy tính được nói là to be gì đó cho sự phát triển của nhân loại. Thì các bạn có một cái công thức là to be here to stay, có nghĩa là được chấp nhận các bạn. Có nghĩa là được người ta chấp nhận. Chúng ta có công thức là be here to stay. Còn những câu này là không đúng các bạn nha. Cô ấy là cái người chơi piano hay nhất trong trường. That's never mind. That's okay. Rồi, you can say that again. Có nghĩa là I completely agree with you. Bây giờ các bạn qua câu số 51 là carbon emissions là cái việc thải carbon đó, từ máy bay và những cái chất ô nhiễm khác. Cái gì đó sự ấm lên toàn cầu. Thì câu này các bạn có từ to các bạn. Các bạn có từ to. Rồi. Ở đây các bạn chọn đóng góp cho sự ấm lên toàn cầu. Còn attribute là quy cho các bạn. Storm thông thường là from. Rồi spark là không đúng nghĩa ha. Lấp lánh. Bây giờ các bạn qua câu số 52. Anh ta thì đó với cái hối lộ các bạn. Sau khi cô ấy đề nghị trả cho cảnh sát một món tiền để mà bỏ qua cái lỗi phạm. Rồi. Anh ta ở đây. Rồi, anh ta cái gì đó hối lộ các bạn.
Thì trong câu này các bạn có là accused, các bạn phải đi với of, sue là bị truy tố nha, còn suspect là nghi ngờ. Các bạn chọn charged with có nghĩa là bị buộc tội các bạn. Rồi. Một vài sự kiện có thể được lặp lại thời khó biểu nếu mà cái mức độ ô nhiễm này, cái mức độ ô nhiễm này gì đó, một cái rủi ro sức khỏe cho hầu hết vận động viên. Ở đây các bạn có là a health risk nha, a health risk. Thì các bạn có react tạo ra, present là thấy được, trình ra, run là hoặc điều hành, face đối diện. Thì theo nghĩa câu này các bạn, một vài các sự kiện có thể được lập thời khó biểu nếu như cái mức độ ô nhiễm này cho thấy một cái sự rủi ro cho các vận hầu hết các vận động viên. Các bạn chọn câu B, chúng ta có present or have risk nha các bạn. Bây giờ các bạn qua câu 54 là cái việc cải thiện chất lượng môi trường tổng thể nè, là một cái cuộc chiến dài hạn trong cái mà chúng ta không muốn cái việc tham gia của tất cả mọi người trong xã hội để mà cái gì đó kết quả. Rồi. Thì câu này người ta đang kiểm tra chúng ta về cái cách sử dụng động từ các bạn. Ở đây là kết quả các bạn. Rồi. Các bạn có realize là nhận ra, nhận thấy. Rồi, biết đến. Reap là thu hoạch này, đạt được này các bạn. Bear là mang, generate là tạo ra. Thì những cái chữ này nó đều có hợp nghĩa với những cái chữ đó các bạn. Tuy nhiên ở đây á, là để nhận ra được cái giá trị, nhận ra được cái tình huống. Các bạn chọn câu A, realize. Rồi. Về nghĩa hợp hết các bạn nha. Tuy nhiên câu này người ta đang kiểm tra chúng ta về cách sử dụng từ. Hàng trăm người trong cái khu vực mà bị đánh rất là mạnh các bạn, ở gì đó từ bệnh tật, trừ khi giống như sóng thần các bạn, nỗ lực sóng thần được di chuyển đi. Rồi. Thì câu này á mà mình đọc rất là dài, nhưng mà các bạn thấy câu này có từ at nè. Rồi, các bạn mừng quá, các bạn chọn C. Rồi đúng luôn các bạn. Các bạn có từ menace là mối đe dọa nè, threat, danger. Chúng ta có in danger ha. Cái kết quả thì không có khả năng để mà tiên đoán với bất kỳ mức độ của rồi của cái gì. Các bạn có là any degree of certainty nha. Các bạn chọn câu A. Cái kết quả thì không có thể nào để mà dự đoán với bất kỳ cái mức độ chắc chắn nào. Câu đơn vậy các bạn, ba mẹ đóng một cái vai trò quan trọng nè trong cái việc mà nuôi dưỡng con cái cho những cái năm hình thành lên nhân cách. Và cũng là một cái động lực định hướng bất cứ cái gì mà trẻ em làm. Thì cấu trúc đóng một vai trò quan trọng thì tất cả các bạn biết rồi ha. Chúng ta có hai cách nói ha. Và những chỗ này nó sẽ phụ thuộc vào cái tính tự đề các bạn. Hỗ trợ quan trọng, starring, ngôi sao tự đề. Rồi các bạn chọn câu B là quan trọng nha. Với 3 ngày để đó trước khi cái kỳ thi tốt nghiệp nè các bạn, anh ta phải tiêu hóa rất là nhiều cái sự việc. Ý nói là có chỉ còn 3 ngày thôi các bạn. Thì with 3 days to go. Rồi các bạn chọn câu A. Các bạn không chọn câu D nha, bởi vì câu D chúng ta các bạn nó nghĩa là thêm vào, nhưng mà nếu mà nghĩa thêm vào thì nó là tính từ. Còn ở đây là to spare. Spare cũng là động từ nhưng nó sẽ không có hợp nghĩa các bạn. Nghĩa khác. Các bạn qua câu số 59 là TV came into nè. Đây cũng là một cái cụm từ. Và trở thành một cái người cạnh tranh, một cái đối thủ cạnh tranh cho phim ảnh. Television came into use. Rồi các bạn chọn câu C là được sử dụng nha. Đưa vào sử dụng các bạn. Nó là một vấn đề của sống chết. Kết quả là chúng tôi phải give it serious cái gì đó. Review, xem lại, thoát suy nghĩ, opinion, ý kiến các bạn. Consideration là đáng kể nha. Ở đây là chúng tôi sẽ give it serious consideration. Cũng giống như là take it into account hay là take it into consideration các bạn. Có nghĩa là xem xét vấn đề này.
Nếu không có cái gì đó, nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ cạn kiệt trong một vài trăm năm. Thì trong câu A là sự gìn giữ, bảo tồn, bảo trì, bảo tồn, bảo vệ. Thì máy móc các bạn sẽ bảo trì nha. Các bạn chỉ có câu A với câu C. Câu A là các bạn gìn giữ một cái tòa nhà. Rồi, một cái tòa nhà, một cái địa điểm. Còn câu C là các bạn gìn giữ hoặc bảo tồn động vật, thực vật, tài nguyên thiên nhiên là câu C. AC là nghĩa gần giống nhau, khác cách về sử dụng các bạn nha. Rồi, chụp hình trong thế giới, trong cái viện bảo tàng nổi tiếng thế giới này thì bị cấm gì? Tuyệt đối, cao, nghiêm trọng, nghiêm khắc. Các bạn có thấy bị cấm, các bạn có chọn câu D. Chính phủ dừng những công ty địa phương từ việc nhập khẩu bột sữa các bạn, cái gì đó của sức khỏe mọi người. Các bạn có thấy sức khỏe mọi người á, các bạn chọn là in the interest of nha. Rồi. Câu 63, các bạn chọn câu A. Chúng ta có in the interest of public health. In the interest of là vì mục đích chung. Câu 64 các bạn. Câu 64. Các bạn có given that giả sử rằng nè. Rồi. Các bạn có in view of, có nghĩa là because of, hoặc là on account of, in regard to là liên quan, with a view to là về mục đích nha. Thì câu này họ kiểm tra chúng ta về nghĩa thôi các bạn, là cái chứng cứ chống lại anh ta thì bồi thẩm đoàn không có lựa chọn để mà phạt anh ta. Thì ở đây các bạn chọn chữ bởi vì sẽ hợp nghĩa của chúng ta nhất. Câu 65 các bạn, những cái cây viết này được chế tạo trong cái gì đó lớn, màu sắc và phong cách. Rồi, các bạn chọn câu B. À, trong một cái sự đa dạng nha. Rồi, những cái này không hợp nghĩa các bạn. Anh ta hứa tôi một cái từ điển Oxford và với cái sự tuyệt vời của tôi. Với cái sự tuyệt vời của tôi, anh ta giữ lời hứa. Hồi nãy á, các bạn có chữ go back nha. Go back có nghĩa là rút lời. Còn ở đây các bạn có cái từ stand by là giữ lời hứa. Cái này các bạn, cái này là go back on nè, là giờ là rút lời. Sự phát triển của laser, cái việc sử dụng laser là một cái gì đó lớn trong y học các bạn. Là một cái gì đó lớn. Rồi. Các bạn có break away là chia cách nha, break up chia tay, break in đột nhập, break through đột phá. Don't be gì đó bởi những cái quảng cáo sai lầm. Rồi. Các bạn có fool around là ngớ ngẩn nè. Rồi. Các bạn có take in. Rồi. Take in là nhận ra. Nhận ra một cái gì đó ha. Rồi. Đừng có gì đó bởi những cái mục quảng cáo gây sai lầm. Thì chúng ta có từ check in các bạn, có nghĩa là đừng có bị hấp thu, hấp thụ, đừng có đắm chìm. Rồi. Put out là dập tắt ha, còn see through là có thể nhìn xuyên thấu nè, nhìn thấy được. Ở đây các bạn chọn đừng có bị hấp thu, hấp thụ. Cái ban quản lý là các bạn khen gì đó với cái sự chỉ trích. Rồi, câu này đặc biệt các bạn có cái từ chỉ trích. Chỉ trích thì các bạn cứ dùng come in for, hứng lấy. Chúng ta có come in for là hứng lấy, chỉ trích. Rồi, come up with các bạn đã biết ha. Come up against là xử lý khó khăn. Còn come out in là làm lộ ra. Có 70, chúng tôi đã hết xăng. Vì vậy chúng tôi phải ngừng ở cái trạm kế tiếp. Rồi, các bạn ngừng xe các bạn. Một, các bạn là pull over. Hai đó là các bạn stop off. Các bạn không có stop by nha. Rồi, các bạn có nhưng mà nghĩa nó khác các bạn. Bây giờ các bạn qua câu 71 là hãy để tôi trả bữa ăn. Rồi. Thì người này sẽ nói là it's my round, vòng của tôi sẽ làm nó, đừng có đề cập tôi. Thì chỗ này các bạn, ý đó là tôi bao thì các bạn có thể có nhiều cách nói. Cách đầu tiên đó các bạn là it's on me. Cách thứ hai, it's my treat, treat là đối xử các bạn. Có nghĩa hãy để tôi trả cho, tôi bao. Peter, nếu bạn hỏi tôi phim hành động nào thì hay?
Peter nè, nếu bạn hỏi tôi khuyên hành động thì hay. Thì Margaret mới nói you can say that again. Hồi nãy chúng ta đã gặp nha. I completely agree with you. Còn nay mai đừng có bận tâm. Sure, vinh dự của tôi. Không hợp nghĩa các bạn nha. Câu 73, Peter một cái đầu bếp. Bạn là một cái đầu bếp ở nhà, tuyệt vời làm sao? Margaret, sorry tôi không nghĩ vậy. Không không, nó không đúng. Bạn thật là tử tế để nói điều này. Không biết thì sao chứ chỉ cần khen các bạn thì người ta có thể khen như thế nào đó. Một cái lời nói dối trắng các bạn, có nghĩa là không làm hại hết. Mình có lịch sự dùng câu này. Mẹ của tôi có một cái gì đó trả giá các bạn. Rồi, ý nói là có một cái khiếu các bạn, có một cái khiếu trả giá. Các bạn chọn câu C nha. Good eye. Người ta không thể hát được các bạn, không thể nhịn được nè. Không thể nhịn được. Cái gì đó cảm thấy sự tiếc thương, compassion cho những cái người mà mất cái nhà của họ trong trận động đất. Người ta không thể kiềm chế, ngoại trừ cảm thấy tiếc thương. Các bạn chọn bất nha. Feel. Có 76 các bạn. Đột nhập trong khi chúng tôi đi ngày nghỉ. Thì rõ ràng các bạn thấy là chúng tôi có là have something cộng với 3 là có căn nhà bị đột nhập nha. Have something cộng với 3, có căn nhà bị đột nhập. Khí hậu thay đổi và cái giá đồ ăn toàn cầu tăng. Cái mà thì gì đó tất cả người. Và ở đỉnh của cái agenda, cái lịch làm việc đó các bạn. Rồi, cái khí hậu thay đổi nè. Và cái việc tăng thức ăn. Cái mà là một nguyên nhân cho sự quan tâm. Allow them from, một nguyên nhân cho này. Các bạn lưu ý chúng ta có to be cộng of nha các bạn. Rồi, cộng danh từ nè. To be of danh từ. To. Rồi, cái mà là cái mối quan tâm cho tất cả mọi người. Các bạn lưu ý cấu trúc này. Có 78 các bạn. Tôi đã gửi những cái tờ quảng cáo cho bạn bằng bưu điện cách đây hàng tuần. Nó nhẹ ra đã tới. Câu này rất quen thuộc. Đề thi chuyên chúng ta có rất là nhiều luôn các bạn. Nhiều câu này, các bạn hãy tham khảo nha. Cái sự đoàn kết toàn cầu thì thế giới sẽ không có chuẩn bị tốt cho cái dịch cúm H1N1 này các bạn. Các bạn có câu A là bởi vì, B là nhờ vào, C là nếu không. Còn câu D, nếu không nhờ. Rõ ràng chúng ta chọn nếu không nhờ. Chưa kể ở đây là cái if loại 3 các bạn. Đây chính là if loại 3. Những cái lực lượng chống khủng bố thì cái gì đó funnelless nè, trong cái Olympic. Câu này các bạn có cái từ full alert nè các bạn. Rồi, full alert. Các bạn cứ có chữ alert, các bạn cứ chọn on nha. On. Hiệu trưởng là các bạn sẽ tuyên bố cái buổi lễ này ngay khi tất cả những cái người tham dự và những người khách nè các bạn. Rồi. Khi mà các bạn có từ as soon as nè, các bạn sẽ không dùng thì tương lai. Cái nào có tương lai các bạn bỏ đi, các bạn bỏ câu A với câu C. Chỉ có thể là B với D các bạn. Rồi, ở đây thì những người khách này, khi mà chúng ta nói là be seated các bạn thấy không? Be seated là cứ tự nhiên ngồi. Có nghĩa là dùng bị động trong trường hợp này các bạn nha. Rồi, have been seated là đã được an tọa. Cái váy ngắn các bạn, thì cái gì đó, nhưng mà bây giờ nó trở lại. Thì trong bốn câu này các bạn, chúng ta có một cái từ đặc biệt là từ khác nè. Có nghĩa là một cái mốt lỗi thời. Rồi, một cái mốt lỗi thời. Thì bạn quan sát thấy cái váy này đã từng là một cái thời trang lỗi thời. Nhưng mà bây giờ nó trở lại. Thì từ phát này các bạn bỏ ở đây là sai nha. Rồi nó là nếu câu D nè, một cái mốt lỗi thời được nghĩ nè. À sai luôn.
Ở đây các bạn chọn câu C. Lý do của chúng ta là nó là một cái mốt lỗi thời, cái mà đã từng được nghĩ là kết thúc rồi, không dùng được nữa các bạn, nhưng mà bây giờ nó đã quay trở lại. Rồi, các bạn chọn câu C. Bây giờ các bạn qua câu 83, Peter mới nói là bạn thường gì làm gì vào buổi tối chủ nhật này các bạn. Thì Margaret mới nói hầu hết thời gian tôi đi chơi với bạn. Rồi, thì câu số 83 các bạn chọn most time là không đúng nha. Chúng ta không nói most hầu hết thời gian như thế này. Rồi, the most, nếu the most là phải nhất các bạn, the most of. Rồi, các bạn chọn most of the time, hầu hết thời gian. Rồi, chúng ta có most of the time là tôi đi với bạn bè của tôi. Câu 84 này các bạn, người ta đang kiểm tra chúng ta về cấu cấu trúc là tuy nhiên á, mặc dù các bạn có however cộng tính từ nha. Rồi, dù cho chúng tôi có tính cách khác nhau thì chúng tôi là những người bạn từ thời niên thiếu. Bây giờ các bạn qua câu tiếp theo là cái chuyến viếng thăm các bạn tới nha sĩ thì như thế nào? Nó thì không đau. Rồi, ở đây quá khứ các bạn, không đau nè. Rồi tới cái thời điểm này nè, ý nói là trong quá khứ tôi không cần. Rồi, trong quá khứ mà không cần lo lắng các bạn chọn câu B nha. Need have cộng V3. Rồi, ý nói là trong quá khứ là tôi không có cần lo lắng, nhưng mà tôi lại lo lắng. Ý là vậy các bạn, đó chính là suy luận nha. Bây giờ các bạn qua câu số 86 nha các bạn. Chưa bao giờ tới Paris trước đó thì anh ta không biết. Thì khi mà các bạn dịch ra như vậy, các bạn rõ ràng các bạn thấy chỗ này á, là thì quá khứ hoàn thành. Bởi vì hành động này xảy ra trước cái hành động này nè. Cái nào quá khứ hoàn thành các bạn? Chỉ có thể là câu B thôi. Và nó rút gọn. Còn cái này hiện đang thành. Cái này tiếp diễn không đúng nha. Bây giờ các bạn qua câu số 87 là một trong những cái điểm đẹp nhất mà anh trai tôi đã thăm. Lát các bạn một cái ấn tượng mãi mãi với anh ta. Thì trong câu số 87 này các bạn, một á, là người ta đang kiểm tra các bạn á, là not, none or quit. Rồi, none or quit. Hoặc là none, not one of them. Rồi, cái mà none, cái mà không, thì chúng ta không nói về nha. Và chúng ta không có và ở đây. Rồi, thì các bạn lưu ý chỗ này, none of which dưới not one of them, thì chữ which đây nè các bạn, chữ which này nó là tân ngữ nha, còn chữ them này nè nó là chủ ngữ. Thì trong câu này chúng ta phải chọn cái chủ ngữ các bạn, có nghĩa là không phải một cái địa điểm nào ở trên. Các bạn chọn câu B, bởi vì chữ them này là các bạn là chữ spot nè, chữ nào mà chữ nó thay thế cho cái danh từ ở gần đây nè, các bạn sẽ chọn which. Các bạn chọn B. Câu 88 các bạn. On the show, nếu on the show, show đếm được phải thêm S, không thêm S các bạn nha. Most thì phải thêm S vô vì đếm được các bạn. In time. Rồi. Toàn thể các bạn chọn câu B. Chúng ta nói là the whole show. Bởi vì chữ show này đã được xác định rồi. Bởi vì nói nó kéo dài 3 giờ là đã biết nó rồi các bạn. Các bạn qua câu 89 rằng bạn nên uống ít nhất 8 ly nước một ngày. Rồi, thì câu 89 này các bạn, ở đây các bạn có từ đáp nè. Rồi, dựa trên cái chứng cứ khoa học phải nó đề nghị rằng bạn nên. Cái chứng cứ khoa học chúng ta đề nghị rằng, câu B là rõ ràng là sai. Một cách y khoa chúng ta đề nghị chứng cứ rằng càng sai. Thì ý trong câu này các bạn, chúng ta sẽ chọn câu D nha, không có cái chứng cứ y khoa để chỉ ra rằng. Rồi, các bạn chọn, nếu các bạn chọn câu A, nếu các bạn chọn câu A thì có thể đúng, nhưng mà chỗ này phải bị động các bạn, bởi vì người ta phải đề nghị rằng, chứ không có ít suggest được các bạn. Ít này không gây hành động được. Bây giờ các bạn qua câu tiếp theo, câu 90. Ở đây thật là đẹp, tôi chỉ ước là chúng tôi camera. Hiện tại bạn nói ở đây là đẹp,
Và chắc chắn là bạn đã không mang camera, trong quá khứ bạn không mang, và bạn ước là trong quá khứ bạn đã mang. Thì đây chính là câu ước loại 2. Mỗi thành viên trong cái lớp học này hâm mộ cái gì đó của cô ấy các bạn. Hâm mộ phải hâm mộ danh từ, chỉ có A với C. Và hâm mộ thì cái sự thành thật các bạn nha. Còn hâm mộ sự không thành thật có nghĩa là nói xấu các bạn, nói giống như là nói bóng nói gió. Bây giờ các bạn qua câu số 92. John chưa bao giờ tới lớp đúng giờ và Peter cũng vậy. Đây là câu phủ định nha. Cái dạng mà nói cũng vậy các bạn phải để ý là đây là câu phủ định thì phía sau phải là đồng ý với câu khẳng định. Đồng ý với câu khẳng định thì chỉ có thể là A các bạn. A với D. Nhưng mà D nó lại dư chữ not. Còn chúng ta không nói so, so không đồng ý với câu phủ định, so chỉ đồng ý với câu khẳng định. Câu 93 này các bạn, nếu I were in charge thì I would do. Đây là if loại 2. Dân số của trái đất đang tăng ở một cái tỷ lệ tremendous kinh khủng nè. Và cái gì đó? Out of control. Rồi, dân số của trái đất đang tăng ở mức độ kinh khủng và dân số sẽ mất kiểm soát. Tôi nói là vậy các bạn. Rồi. A là sai các bạn nha. Tại sao? Bởi vì A là số nhiều, dân số số ít. Đây sai luôn nè. Đây là số nhiều các bạn. Tại sao sai chỉ có thể câu B các bạn. Bởi vì dân số số ít là chúc các bạn loại được câu A của C rồi. Các bạn qua câu số 95. Janet đã rời nhà và thì gì đó của ba mẹ của cô ấy. Ở đây các bạn có to be nè. Các bạn dùng tính từ nha. Rồi tính từ các bạn chọn câu C. Các bạn có independent of là độc lập khỏi nha. Rồi. Khi tôi cuối cùng gì đó Jen nè. Cô ấy một công việc. Đây là cái câu khá là quen thuộc các bạn. Khi I lost, các bạn dùng thì quá khứ. Rồi. Quá khứ chỉ có A với B. Các bạn chọn câu A. Bởi vì Jen đang tìm kiếm công việc. Anh ta không có ý định tham dự lớp học. Anh ta biết lớp học khá tốt. Rồi. Thì câu 97 các bạn. Nghĩa rõ ràng là dù cho anh ta không tham dự, anh ta biết, hãy tránh ngược nhau. Anh ta sắp sửa kết hôn vào cuối tháng này, at the end of this month. Rồi. Anh ta sắp sửa kết hôn rồi các bạn. Anh ta sắp sửa kết hôn vào cuối tháng này. Các bạn có in the end là sau cùng nha. Rồi các bạn có at the end là cuối. Không khí thì không trong lành như nó đã từng. Rồi, ý nói là vậy các bạn. Chỗ nào có chữ used to và không có to be các bạn chọn. Chỉ câu này thôi. Sau một bữa ăn ở nhà hàng, bạn yêu cầu phục vụ cho cái gì? Receipt là biên nhận các bạn. Biên nhận thì thông thường biên nhận là các bạn gửi đồ á. Các bạn có chữ receipt. Rồi, là biên nhận á. Còn check á, là cái ngân phiếu. Prescription là cái đơn thuốc ở đây. Bill các bạn nha. Cảm ơn các bạn theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ thầy bằng cách đăng ký kênh hoặc là like video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.